Hôm nay thì kênh HTV2 xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn cái đánh giá cái sản phẩm đó chính là cái camera mini Wi-Fi A9 nha cả nhà. Đây, đây chính là cái hộp của nó. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem trong cái hộp này nó cũng có những cái gì. Nó có nè, hai cái cuốn sổ hướng dẫn, một cái cuốn là tiếng nước ngoài và một cái cuốn là tiếng Việt Nam, là do Việt Nam của chúng ta sản xuất, do tự đánh ra để cho hướng dẫn cho những người nào mà không biết tiếng Anh đấy. Còn bản này bản của nhà sản xuất người ta ấy và cho nên tiếng Anh. Rồi, xem xong video này khỏi cần coi cái tờ này luôn. Rồi, đây là một cái camera, nó rất là nhỏ, để đâu mọi góc cạnh. Tiếp theo nữa là nó có một cái thân, gọi là cái thân camera. Chúng ta có thể là cái đầu này chúng ta ịn vào đây đó, 500 nó hít ha. Đó, rồi cái đầu này thì chúng ta ịn vào bức tường nha cả nhà, ịn vào bức tường. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một cái cắp sạc. Đây, cái cắp sạc, khi nào mà cái camera nó hết pin thì chúng ta buộc đầu chúng ta gắm vào trong cái lỗ bên này, lỗ bên hông này, đây lỗ sạc này, chúng ta gắm mạnh vào chúng ta sạc. Đầu bên này thì chúng ta gắm vào một cốc hoặc giả là cái cổng USB nào đó để mà chúng ta sạc. Thì bây giờ tôi sẽ vừa làm vừa sạc luôn nha cả nhà. Đó, thì khi mà tôi cắm vào sạc này thì nó đã hiện đèn đỏ và đèn xanh cả nhà. Đó, bây giờ tiếp theo nữa là mình làm cái gì. Mình sẽ lấy cái này ra. Mình sẽ lấy cái này ra. Đó, mình thấy có cái quét mã QR này, thấy chưa? Bây giờ mình sẽ vào, bỏ hết mấy cái này xuống đi. Từ từ, mình sẽ vào mình quét nha cả nhà. Lấy cái điện thoại và vào camera. Rồi chúng ta cứ ịn máy lên là nó quét. Đó, khi mà chúng ta ịn lên đó, nó hiểu, nó có một cái xuất hiện ở trên này này, thấy chưa? Đó, bây giờ mình vào đó. Đang lót vào cái đó. Rồi bây giờ nó xuất hiện nè, các dòng nè. Đây, nó kêu mình tải app là 365 cam ha. Android tiếng Trung, rồi Android Google Play, rồi iOS. Thì điện thoại này chính là điện thoại iPhone, cho nên là mình xài iOS thì mình sẽ nhấn vào iOS. Còn các bạn nào mà xài Android á, như là Apple hay là Samsung hay là Vivo rồi này nọ rồi đó, mấy điện thoại đó, đó thì mình sẽ xài Android thì mình nhấn vào Android nhé. Rồi bây giờ nó đã hiện cái app mà mình cần tải lên rồi nè, à, mình cần cài đặt rồi nè. Mình nhấn vào cái biểu tượng đi xuống để cho nó cài đặt. Chờ xíu nha. Đó, nó đang chạy nè. Biểu tượng khi nào nó vòng tròn hết, có cái chữ mở là mình cài đặt thành công. Đó, bây giờ mình mở nha. Nhấn mở. Rồi tiếp theo nữa nó hỏi cho phép cái này cái nọ rồi đó. Thì mình cứ nhấn OK hết đi. Mình cứ cho phép hết đi. Đó, cứ OK. Rồi cho phép. Có cái gì mình cứ cho phép cái đó. Rồi, nó có một cái dấu cộng như thế này. Mình sẽ nhấn vào đây. Mình thấy ba cái dòng này. Đó, thì bây giờ là OK rồi ha. Bây giờ mình sẽ nhấn vào cái dòng đầu tiên để mà chúng ta vào cái cài đặt của máy. Chúng ta tìm thiết bị. Bây giờ mình sẽ khởi động cái camera này lên. Đây, cái camera này thì mình cũng giới thiệu qua nha. Thôi, cái này mình ấy nha, cái mảng bảo vệ của nó thôi, cái miếng bảo vệ cái màn hình thôi. Đây, cái nút này nút on off, chúng ta giữ nút on off 3 giây thì nó sẽ khởi động lên. Nha cả nhà. Rồi. Tại vì tôi đang sạc á, bây giờ mình rút ra nha, mình rút ra nè, bây giờ nè. Nhấn nó tắt nó nè. Nhấn tắt nó nè. Đó, nó tắt rồi nè, thấy chưa? Bây giờ mình nhấn, mình giữ 3 giây.
nó sẽ lên lại nè, thấy chưa? À, nó lên lại nè. Rồi mình cắm sạc vào nè, mình cắm sạc vào nè, sạc ở đây. Đấy, nó hiện đèn như thế này. Rồi cái nút bên này khi nào mà nó có lỗi gì á, thì mình sẽ nhấn cái nút bên này, nó coi như nó khởi động lại cho mình nha, yên tâm. Bên này là cái khe thẻ nhớ, mình bỏ thẻ nhớ vào đây để khi mà mình quay lại á, nó sẽ thu vào cái thẻ nhớ đó. Rồi bây giờ mình sẽ tìm kiếm, mình sẽ qua bên cái cài đặt của điện thoại, mình sẽ vào wifi. Bây giờ mình sẽ chưa thấy cái biểu tượng của cái app trong cài đặt, thì mình sẽ vào lại, ba cái app hồi nãy, ba sau ấy đó, từ từ nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái dấu cộng ở trên này nha cả nhà, dấu cộng trên này. Rồi sau đó mình vào, mình có hai cái cách xài. Một là offline, mình vẫn kết nối được giữa cái điện thoại và cái camera. Hai là chúng ta là xài online, chúng ta kết nối với lại là camera vẫn được. Nếu như mà xài wifi thì đi xa, đi ở đâu bất cứ nơi nào, miễn sao mà truy cập được vào wifi thì sẽ xem được những cái hình ảnh từ cái chỗ mình lắp đặt camera, tức là ở nhà mình. Mình ví dụ mình đi công tác xa, mình ở thành phố Hồ Chí Minh, mình đi công tác Hà Nội, thì mình sẽ mình nói chậm lại nè, là mình sẽ kết nối bằng wifi, và điều kiện là wifi ở nhà, camera ở nhà cũng phải có wifi, rồi cái điện thoại lúc mà đi thì cũng phải kết nối với wifi nha cả nhà. Đấy thì bây giờ mình sẽ làm cách thứ nhất là cái cách mà offline không có wifi, thì dùng chỉ được dùng cho cái trường hợp nào, trường hợp là mình ở nhà là bán kính 15 mét là nó sẽ kết nối được đó, nó sẽ kết nối được nha cả nhà, bằng kết nối bằng offline đấy. Còn nếu mà kết nối wifi thì kết nối bằng online. Thì bây giờ mình sẽ nhấn vào cái biểu tượng như thế này nè, đây biểu tượng nè đó, hai con sóng hai bên này mình nhấn vào nè đó, bây giờ offline trước nha. Đó, con sóng hai bên nhấn vào rồi cứ màu xanh, rồi mình đã thấy rồi nè, mình đã thấy cái biểu tượng của nó rồi nè, D G O F nè, rồi mình nhấn vào kết nối nó, tức là mình nhấn vào kết nối nó. Nếu như mà nó nằm ở dưới này, nếu như mà nó đây nè, D O F, mình nhấn vào kết nối nó, mình không có nhấn vào cái wifi của nhà mình mà mình nhấn vào kết nối đó, tức là kết nối thẳng với cái này nè đó, mình không liên quan gì tới wifi hết nha cả nhà. Đó, nó cũng báo này một vàng vàng này là không có kết nối internet. Rồi như vậy thì mình đã tìm được nó rồi, thì bây giờ mình sẽ vào lại cái app, mình vào lại cái app 365 cam á, vào lại app, mình sẽ xem nó này. Rồi mình nhấn thử coi. À, bây giờ mình sẽ nhấn vào, nó hỏi là mình có truy cập vào micro hay không, mình cứ truy cập vào đây, nó đang quay đây nha cả nhà, nó đang quay đây đó, nó đang quay nè, thấy chưa đó, cả nhà thấy nè, cái điện thoại của tôi nó đang quay nè đó, như vậy đó đó, quay xuống nè đó, quay vô mặt tôi nè đó. Cái điện thoại này tôi giảm cái chế độ ánh sáng để tôi đưa tới đường trước này cho cả nhà xem cho nó dễ, chứ không phải là do cái camera nó quay tối đâu nha. Tại vì mình giảm chế độ ánh sáng này, coi nè cả nhà xem nè, mình sử dụng gì tiếp tục. Rồi đây nè, mình nè, đây nè, từ đó đây nè, mình các bạn coi nè, mình chỉ có cho có một khúc chút xíu à. Cho nên là không phải là nó ấy, đây nè. Bây giờ mình sẽ cho các bạn chức năng, biết về chức năng của các cái chức năng này. Bên này là video. Bên này là chụp hình.
thì video và chụp hình thì khi mà mình nào mà mình muốn nó đang quay á, mà khi nào mà mình muốn chụp hình á thì mình nhấn cái nút bên này, thì mình sẽ chụp được lại cái hình ảnh đó, và cái hình ảnh nó sẽ lưu lại, một là trong máy này, hai là nó lưu lại thẻ nhớ của trong máy này đó. Và quay video cũng vậy, mình nhấn vào quay video này nó cũng có biểu tượng màu đỏ đỏ này này đó, thì nó cũng vậy đó, nói chung nó cũng tương tự như vậy, là khi mà chúng ta nhấn kết thúc video rồi nó sẽ tự lưu vào thẻ nhớ và tự lưu vào phần cuối máy này, nhớ đấy nha. Đó, còn bên này thì audio thì mở tiếng ra này đó, thấy chưa, có tiếng đó. Rồi bên này thì play, tức là khi mà mình quay video xong rồi nó sẽ qua nó lưu bên cái dòng bên này này, một hay là chụp hình gì đó thì mình sẽ nhấn vào mình coi đó. Còn cái ở trên này là để chế độ full toàn màn hình này đó. Bây giờ đây bên này là toàn màn hình này đó, đây này có bốn này, mình toàn màn hình này, mình nhấn toàn màn hình này đó ha cả nhà, đó dễ mà đó. Bây giờ là chế độ offline, chế độ online thì sao? Chế độ online thì các bạn cứ vào dấu cộng, rồi sau đó các bạn thấy biểu tượng màu vàng vàng, các bạn vào đây. Rồi tiếp theo nữa là các bạn thấy cái này rồi, cái này cái từ đây, chúng ta sẽ nhập vào cái wifi bên này nè, bên chỗ cài đặt á thì mình sẽ vào cài đặt nè, mình vào cái wifi của mình là Hải đây, mình sẽ vào Hải nè đó, mình vào cái wifi, ví dụ như mình đi xa phải không, thì mình vào thẳng cái wifi, tức là mình xài online á, mình đi xa thì mình vào thẳng cái wifi mà ở xa đó để mà mình đăng nhập vào để mà mình xem dữ liệu ở nhà. Tiếp theo đó mình sẽ vào cái app, app hồi nãy á, mình sẽ vào đây app 360 đây, mình sẽ vào đây đây Hải đây ha, thì nó sẽ mình khi mình mở wifi ra rồi, bây giờ mình sẽ nó sẽ kêu mình đăng nhập mật khẩu, thì mình nhập cái mật khẩu wifi ở xa đó, tức là mình đi công tác ở đâu đó thì mình nhập cái mật khẩu wifi đó. À, đây mình đã nhập mật khẩu wifi, bây giờ mình sẽ nhập nè, mình sẽ net nè à. Đó rồi mình sẽ net nè, tiếp tục đấy. Rồi sau đó mình sẽ nhấn vào ở chỗ này đó, nó không có xuất hiện cái dòng mà không có wifi nữa ha. Rồi tiếp theo nữa là mình vào cái app 365, mình vào mình xem, nó đã ok chưa nha. Đây mình nhấn nó có chữ online nè ha, bây giờ mình sẽ đây nó có chữ online nè cả nhà, đó mình nhấn vào nó khởi động hơi lâu một tí xíu thôi. À bây giờ là nó đang quay online đấy, đang quay online, nó hơi chậm một tí xíu tại vì á là do cái wifi mạng nhà mình nó có vấn đề, cho nên nó hơi chậm một tí xíu, không có gì hết nha cả nhà. Đó thì đó chính là cái cách mà hướng dẫn các bạn để mà chúng các bạn có thể là xài cái camera này rất là dễ. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây, xin hẹn gặp lại cả nhà một cái video nhất, nhớ đăng ký một kênh để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo nha. Xin chào.